Dạ vâng ạ, em Huy xin chào tới toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị Hàng Bãi B52 Audio các bác nhé. Vâng, thì lời đầu tiên cũng như đầu tất cả các buổi video các tôi, thật lòng mà nói em cũng không biết nói gì hơn. Cho em gửi lời hỏi thăm tới toàn thể các bác thật nhiều sức khỏe, các bác thật nhiều sức khỏe thì em vui rồi. Các bác làm có tiền, các bác có trải nghiệm mua sắm những thiết bị âm thanh, hàng bãi hoặc hàng mới. Các bác có nhu cầu sắm những bộ hát gia đình và những bộ sự kiện để các bác đi kiếm tiền, các bác nhớ ủng hộ em. Nếu như các bác tin tưởng em thì em sẽ không để cho các bác thất vọng các bác nhé. Còn các bác chưa có nhu cầu mua sắm, các bác xem em lần đầu tiên, các bác có thể ủng hộ cho em bằng những nút like để kênh của em tương tác, thì em hứa với các bác em sẽ là một đơn vị bán hàng uy tín trên mọi miền Tổ quốc để cho các bác tự tin mua sắm các bác nhé. Vâng, thì các bác ơi, từ hôm qua cách đây 3-4 ngày thì em lên cho các bác 40 và 30 rất chi là nhiều rồi các bác ạ. Thì hôm nay em mới về được 8 đôi loa LDH nhập khẩu, tất cả đời này vừa nhập khẩu của RCF. Thì em về được 8 đôi này rất chi là vui, mà ngược lại rất chi là buồn cho em. Thì 8 đôi thì em đã bị hỏng mất 2 đôi, em còn 6 đôi nữa thôi các bác nhá. Hồi trưa nay thì em đã live stream, các bác đã đặt hàng em mất 2 đôi rồi, và em còn 4 đôi nữa các bác ạ. Thì em cũng không để cho các bác chờ lâu nữa, thì em sẽ cho các bác đi xem về chi tiết về cái vẻ đẹp và cái nội thất của em nó như thế nào các bác nhá. Thì đây, các bác phân tần và thùng của em nó đây là sử dụng là thùng cân. Em đã tháo hết ra để cái khâu kiểm tra là khâu rất chi là quan trọng. Đấy, em tháo hết ra và em tút thùng, nó đẹp như thùng năm mới rồi các bác nhé. Đó, bây giờ các bác về là em nó thực sự các bác chỉ cái thiếu điều, thiếu một cái thùng xốp nữa hoặc cái thùng giấy là nó thành năm mới rồi. Là cái thùng nó thành năm mới rồi các bác ạ. Đây, em đi một vòng cho các bác xem này các bác nhé. Phân tần của nó rất chi là đẹp luôn. Đó các bác nhé, phân tần của LDH này, của RCF, thì em thực sự mới nói các bác thì em không biết tả như thế nào nữa, tại vì nó đẹp quá rồi. Đó, nếu mà tả, nếu mà em mà nói đẹp quá đẹp quá đẹp thì các bác bảo là em lại lỗ, em không nói, em không có tả nữa, em chỉ quay review cho các bác chi tiết về thế này thôi. Rồi, phần tần để em cho các bác ra cái chiếc kia vật ngửa em cho các bác xem, và em cho các bác xem cái model của nó đây. Model của nó là TR10 các bác nhá. Đó, model của nó là TR10. Đó, và e căng của nó đây các bác. Đó, e căng của nó đây. E căng của nó là màu trắng nguyên bản các bác nhá. Ở dưới là logo DH Audio. Đó, và ở trên bên trái màn hình của các bác là có cái tem, cũng là tem DH được đúc bằng nhôm các bác nhá. E căng cực kỳ chắc chắn và cứng cáp cho các bác. Đây, em cho các bác đi xem về cái phần tần chi tiết về phần tần của nó đây các bác. Em đang tháo ra dọn vệ sinh. Đó các bác nhá. Phần tần này thì em cũng không còn có tả được như thế nào nữa, tại vì cái phần tần của LDH, của RCF này thì em nói thực sự với các bác là nó quá đỉnh rồi. Em còn không biết được tả thế nào nữa. Nó to thì nó to rồi. Dây thì các bác nhìn đây, các bác đi mua hàng các bác nhìn cái dây của nó thì các bác đoán là cái hàng như thế nào rồi đúng không ạ? Dây nhãn hiệu của nó đây. Và đây các bác mua đăng của nó này. Mã của nó đây, TR10 này các bác này. Đó các bác nha. Và các bác đang nóng lòng là nó đang muốn đi xem bắt chép của nó và công suất của nó như thế nào ạ, thì em mời các bác đi theo em. Đây, thì đối với tất cả các dòng loa xịn là trên trang web của hãng có hết cho các bác nha. Đây, tất cả có hết. Các bác check Google TR10 cho em đó, là nó sẽ ra. Đây là thiết kế của em, nó là thùng trắng các bác. Đây là thiết kế của em nó đây. Và tất cả chế độ chơi của em nó đây các bác. Tất cả chế độ chơi của nó đây. Giải tần của nó xuống tới 55Hz, tới 20kHz các bác nhé. Đó. Và độ check âm thanh của nó 90x70. Đó. Và độ nhạy của nó, quan trọng nhất là cái độ nhạy này các bác này, 99 dB. Độ nhạy làm việc bình thường, độ nhạy làm việc liên tục của nó lên tới 125 dB các bác nhé. Ở thể loại nhạc acoustic, có nghĩa là các bác là cứ càng chơi thể loại nhạc cao thì nó là công suất làm việc của nó lên càng cao. Đó, các bác nhé. Và độ nhạy mắc của nó lên tới 130 dB. Thì em nói các bác, cái cổ chép này, cái công suất chịu của nó cực kỳ tốt. Đấy các bác nhé, cực kỳ tốt. Đó. Và ở 8 ohm, công suất của con này nó lên tới 350W, thì bằng với lại full 30 các bác nhé. Đúng rồi, phân tần của nó sử dụng chung với phân tần 30. Đấy các bác nhé, phân tần nó sử dụng chung với phân tần 30. Và củ chép của nó cũng được sử dụng chung với củ chép của 30 CD300 đúng không ạ? Đó. Đây, tất cả chế độ chơi của nó. Cân nặng của con này là 13kg các bác ạ, 13kg. Đó, em phải chi tiết cho các bác. Chơi tất cả các thể loại nhạc acoustic này. Đó. Và nhạc đỏ này, acoustic này, và karaoke nghe nhạc. Đó các bác nhé, music bar này. Đó. Và tất cả trang ở đây là trang web của họ đưa ra, chứ em không có em không có viết được ra đâu các bác nhé. Đó là một dòng loa xịn. Thì em nói các bác này, những dòng loa xịn thì tất cả trang web đều có hết các bác ạ. Và em cho các bác đi xem vào cái củ chép với củ bát của nó. Thì bởi làm sao ạ, là cái chép, cái công suất chép của nó, cái độ nhạy nó cao, nó sử dụng chung với cả củ chép của 30 luôn, CD350 này các bác nhé. CD350 sử dụng chung với củ chép của 30 đó. RCF được nhập khẩu của Italia
các bác lên nhớ giúp em là được nhập khẩu tất cả nội thất của Italia này, có đây đó, và các bác củ chép của nó rất chi là còn sáng, chưa có dấu hiệu gì gọi là bào mòn theo thời gian các bác nhé. Thì đối với dòng loa này thì em đang bán là 8.800.000 đồng các bác ạ, 8.800.000 đồng sử dụng. Em nói là sử dụng họng nhôm, chú thích từ sử dụng họng nhôm các bác nhé, sử dụng họng nhôm 2 lớp. Và củ bát của nó đây, củ bát của nó các bác nhìn từ của nó trắng đấy, từ nó trắng chưa có gọi là dấu hiệu gì gọi là bào mòn theo thời gian cũng như là bị rỉ sét các bác nhé. Cái loa này thì nó hay tuyệt vời, không hay các bác trả lại hàng cho em. Em nói thật sự với các bác mua được một đôi loa LDH mà hàng xịn khó khăn lắm rồi đấy, các bác nhé. Em hoàn toàn sai với các bác từ đầu, em hoàn toàn chịu trách nhiệm với các bác từ đó. Các bác nhìn cái kẹp từ của nó đây, đây nó đẹp như thế nào thì em nói đẹp, em cũng không dám nói phét đâu, tại vì trước mặt các bác là em quay trực tiếp các bác nhé, trước mặt các bác là quay trực tiếp, em không dám nói thêm các bác nhé. Đó, và đây là tem 7 màu của nó, em nói đây thì các bác đi để ý em, để ý xem tất cả các nó gọi là ông vua của RCF rồi, thì tất cả các model của RCF thì các bác biết đấy, là cái từ của nó, từ tính của nó bao giờ nó cũng dày hơn so với cả tất cả là các hãng khác các bác nhé. Cái từ này bao giờ nó dày hơn và nó sắc nét hơn nhiều, và cái kẹp từ của nó chưa có dấu hiệu thì gọi là bào mòn theo thời gian, có nghĩa bị rỉ sét còn trắng tinh mướt mát cho các bác các bác nhé. Đó, và tem 7 màu và tem của RCF đây các bác đó, và tất cả nội thất của em nó là được nhập khẩu của Italia các bác nhé, của RCF Italia. Thì đó, em còn là bị có 8 đôi thì là em rất chi là vui mà rất chi là buồn. 8 đôi thì bị hỏng mất, làm lại mất 2 đôi. Hồi sáng nay em cũng live stream cho các bác xem rồi đó. Đấy, còn 6 đôi thì bác khách trưa nay em live stream là bác khách bác ấy đặt ngay 1 đôi, với lại một bác mai đi xe là 2 đôi. Vậy là em còn 4-5 đôi nữa thôi các bác nhá. Và duy nhất là em có 1 đôi màu đen. Các bác, duy nhất là có 1 đôi màu đen thôi các bác nhá. Vâng, thì em cũng cho các bác xem qua về một cái bộ dàn của em là hôm nay, là bộ dàn của em là đi là bộ dàn này hát cho nhau nghe. Có như là các bà chị này là ở trong miền Tây, là bà đấy là sắm bộ dàn này là bà để hát cho nhau nghe, có như là mở quán cà phê hát cho nhau nghe. Thì chị đấy là sử dụng ngay là 1 đôi súp 50 và 2 cặp Arasao các bác nhá, 2 cặp Arasao. Và đồng thời nữa là tất cả là chị đấy cho vào tủ hết, em mua dùng chị cái tủ. Thì các bác lưu ý giúp em, tất cả là các bác khách ở xa, là các bác khách ở trong miền Tây, các bác ghép những bộ dàn sự kiện như cái tủ này thì em mua dao động nó vào tầm cỡ 1.9-2 triệu đấy các bác nhá. Em không ăn lãi cái tủ này, nếu như mà em ăn lãi cái tủ này với cả quý khách hàng nữa thì em nó thật sự với các bác là không còn tính con người gì nữa rồi các bác nhá. Đó, và tất cả chị đấy là sử dụng đây các bác này, là các bác chị ấy sử dụng là 1 con đẩy D1000 của hãng DE và 1 con vang X5 và 1 đôi mic KV12 và 1 quản lý nguồn và 1 đôi mic KV12. À, cái quả cái tất cả là chị em lắp vào cái tủ này, em gửi cho chị và chị đấy các bác nhá. Đó, thì tất cả các bác có nhu cầu sắm những cái bộ mà hát cho nhau nghe mà để mà khi kiếm tiền thì các bác có tin tưởng em sẽ không để các bác thất vọng các bác nhá. Vâng, thôi cuối video rồi, em cũng không còn gì nữa, em chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau và những buổi livestream sau. Thật là một em cảm ơn tất cả các bác rất chi là nhiều các bác nhá, chào và hẹn gặp lại ạ.